nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Dạ, thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp à, về cuộc đời của Đức Phật. À, thì kỳ trước chúng ta à, đã học à, về cái phần mà nàng à, à, con của Mara già trong hạ thứ 28 của Đức Phật ở tỉnh xã Kỳ Viên, cô gái con của Mang Đăng Già thuộc hàng hạ tiện, nhưng vì khởi cái lòng thương, ngài A Nan lúc ngài A Nan đi khất thực với cái tâm bình đẳng, nhưng vì không có đủ định lực đủ trí huệ, cho nên mới bị chú thuật. Uh, Ma Đăng già làm mê mẩn uh, uh, xem bị uh, mất giới thể uh, nhưng nhờ đức phật ngài thuyết uh, thần chú lăng nghiêm từ trên đánh nhục kế của ngài rồi sai ngài văn xù sư lợi đến để cứu ngài an an uh, 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 và uh, sau khi mà về lại tịnh xá Ngài A-Nan khóc lóc à, Cầu Phật chỉ dạy phương pháp à, Để mà tu tập chứng thính quả à, thì Còn à, à, Ngài Mai Đăng Già à, Vì à, quá thương Ngài A-Nan Nên mới nhờ người mẹ à, Dùng chú thuật à, Của người chư thiên à, nên làm mê mẫn ngài nan nhưng nhờ Phật cứu à, nên không có bị à, mất giới thể nhưng sau đó nàng ta lại đến à, tu viện à, quyết à, à, theo ngài A-Nan thì, à, thì khi mà cô ta chạy vào à, tỉnh xá thì thấy đức phật thì đức phật ngài hỏi cô ta từ đâu đến tới đây làm gì vân vân thì cô ta mới nói rằng là con vì thương thầy a nan nên theo đến đây con không có thể sống xa thầy a nan được nên thầy đi đâu thì con theo đó thì đức phật ngài mới dạy cô ta ở à, như vậy thì con hãy về nhà đi xin phép cha mẹ trước À, rồi trở lại đây, à, à, và, à, cô ta làm theo, à, à, và, vì người cha đã mất rồi và người mẹ cũng vì quá thương con à, nên à, nuông chiều con mình, à, rồi cho nên đều đồng ý chấp nhận à, cho cô ta à, trở lại gặp Phật mà xuất gia, à, thì lúc trở lại thì Đức Phật ngài mới hỏi cô ta rằng á là có rất là nhiều thanh niên trong thành này sao con chỉ thương một mình A à Nan mà thôi à, A Nan là người xuất gia rồi à, thì cô ta mới bạch với Phật rằng là Bà Đức Thế tôn à, con thương A Nan với tất cả tấm lòng à, nhờ thầy đem ánh sáng đến đời con cho nên con không còn mặc cảm tỷ ti Bị người đời khinh khi xuồng rẫy Nhờ thầy mà con có thể vươn lên Để sống một đời đáng sống Thầy là tất cả nguồn hy vọng của con Tất cả những mơ ước của con Vân vân Con không thể sống xa được thầy Được Cũng như cá không thể sống xa nước Thì như chúng ta có học thường trước đó Thì vì Ngài A-Nan, à, Ngài muốn đi khất thực à, với tâm bình đẳng, à, chứ không có chọn lựa à, người giàu hay người nghèo à, như Ngài Phú Lô-Na hay là Ngài Ca-Diếp. À, nhưng mà Ngài không có lượng sức là vì chưa đủ định lực, đủ trí huệ, cho nên mới bị chú thuật à, Mai đăng già à, nhưng được Phật cứu độ, nên không có bị mất giới thể. À, thì à, vì à, thấy ngại năng à, đối xử tất cả mọi người à, với tâm bình đẳng không có phân chia à, giai cấp à, không có phân chia à, người nữ người Nam à, không có kỳ thị vân vân cho nên nàng con của ma đơn già à, mến mộ Ngài à, đêm đồng thương ngài À, nên mới ra từ sự mới kể lại cho Đức Phật nghe như vậy. À, thì à, nghe như vậy đó thì Đức Phật ngài dạy rằng, ờ à, à, nếu vậy cũng được. À, nếu mà con thương nan đó, thì giờ con phải làm theo những điều mà như lai bảo. À, thì cô ta bảo là cô ta bạch với Phật rằng con sẵn sàng làm tất cả những gì để sống gần thầy A Nan à, thì à, à, Đức Phật ngày nói như vậy đó thì à, nghe cô ta nói vậy thì Đức Phật ngày dạy vậy à, con à, phải à, xuất gia. À, vì sau khi đã xin phép người mẹ rồi đó à, thì cô ta nói con đã xin phép mẹ con rồi. À, thì uh, thì cô ta được uh, Đức Phật ngài cho phép uh, xuất gia uh, nhưng mà trước đó đó Đức Phật ngài giải thích cho cô ta nghe uh, rằng là có phải con xin xuất gia để được gần thầy a nan hay không uh, thì cô ta thưa dạ, phải vì con thưa thầy a nan lắm uh, con không thể sống xa vị này uh, cái gì À, à, thầy anan làm con cũng muốn làm theo thầy anan đi đâu con cũng muốn đi theo thầy đức phật ngài giải thích tiếp ngài hỏi tiếp à, cái gì của thầy nan mà làm cho con say mê đắm đuối như vậy à, thì à, cô ta mới bạch đức phật rằng và đức thế tôn à, bất cứ cái gì của thầy nan con cũng đều thương hết từ con mắt À, cái mũi cái miệng tướng đi giọng nói à, cái gì của thầy con cũng thương hết thì à, ở đây chúng ta biết đó, à, là ngài nang là một trong những vị đại tử của đức phật à, cũng có à, những cái tướng hảo à, gần giống như phật à, có thân tướng rất là trang nghiêm à, nên việc mà à, nàng con gái ma đăng già À, khởi lòng thương A-Nan à à, Đó là điều không có khó hiểu Và nhất là Ngài Muốn à, đổ hết tất cả Người à, nghèo à, Cùng đinh hay người giàu có Với tâm bình đẳng Nhưng à, vì không đủ định lực Trí huệ cho nên mới Xem bị bùa chú à, Lô kéo à, à, Ra khỏi Việc à, tu tập của mình à, Thì à, Nghe À, nàng này nói như vậy đó thì đức phật ngài hỏi à, tất cả những gì con trông thấy nơi a nan à, thực sự chỉ là một cái lớp da bột bên ngoài thôi. À, cũng phải biết là con người ai cũng có tóc móng à, răng da thịt xương gân mũ, máu mồ hôi mở mắt à, chất nhờn nước biến, nước mũi nước tiểu phẩm, vân vân À, tất cả những thứ đó nó thay đổi từng giờ, từng phút, từng giây. À, bệnh hoạn, thương tức à, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. À, rồi đến lúc phải già, nuôi, phải tàn hoại, phải à, chết. À, con người thực sự chỉ là một cái túi da à, chứa đầy bệnh tật và nuôi chết chóc. À, còn khởi tâm kia, cống cao ngã mạng À, rồi một thời gian nào đó cũng phải đi, à, cũng phải lìa bỏ à, cõi đời này à, Rồi à, à, nếu mà một lý do nào đó những cái thứ bên trong bị phơi bài ra ngoài à, Cũng giống như là bị rách da, à, rách thịt á Thì cũng như là cái gối rách bị lộn ngược Thì chắc chắn cần phải có một cái người nào đó cầm cây đứng để xua đuổi bầy quả, bầy kênh kênh, bầy chó, à, chúng không có sẽ ăn cái thay chết đó, à, khắc vọng đam mê, say à, mê thân xác này à, là lòng ham muốn ít ký à, chỉ đem lại cái sự khổ đau cho mình mà thôi. À, Đức Phật ngài giải thích à, cho nàng ta biết. À, về cái xác thân tứ đại à, đức nước gió lửa này xác thân ôi bất tịnh này à, à, từ trên đầu xuống chân à, chỗ nào cũng ôi bất tịnh à, đều có mở máu mũ à, xương cốt vân vân chứ không có cái gì là thanh tịnh cả à, thì nếu mà à, bị rách da rách thịt À, thì nó sẽ chảy ra à, sẽ nhơ nhóp thế nào rồi nhất là sau khi mất rồi đó những con kênh kênh à, những con à, quả vân vân nó sẽ mổ sẽ ăn à, cái thê chết đó không có cái gì mà gọi là thanh tịnh cả à, tại sao mà khởi cái tâm ham muốn với cái thân xác à, thịt này thì nói như vậy đó đức phật ngài à, tóm tắt lại cái ý của ngài à, là à, qua cái câu kệ Triều mến sanh sầu muộn triều mến sanh lo sợ người đã dập tắt hoàn toàn lòng triều mến không còn sầu muộn không còn lo sợ à, đây đức phật ngài nhắc lại cho cô ta nhớ ai mà đấm đuối À, triều mến cái thân xác này, thân xác của mình, thân xác người khác Thì chắc chắn sẽ có cái tâm sầu muộn, à, sầu khổ phiền muộn ha? À, Rồi cũng từ cái tâm sầu khổ phiền muộn đó Nó khiến cho tâm mình à, lo sợ, lo sợ mất đi thân mình Lo sợ mất đi cái thân của người mình thương, mình yêu à, Người đã dập tắt hoàn toàn lòng triều mến À, không còn sầu muộn không còn lo sợ tức là ai mà dứt hết cái lòng um, trìu mến cái tình thương cái tâm thương mến liên ái với cái thân xác của mình của người đó thì không còn à, buồn rầu à, khổ não không còn lo sợ nữa à, thì dẫu à, chính bản thân mình à, cái thân nó có già yếu gì đi nữa nó có bệnh hoạn đi nữa hay nó có mất gì đi nữa nếu mình biết ở à, đó có thân thì chắc chắn có bệnh à, có thân thì chắc chắn từ từ à, nó sẽ à, trở về các bụi thì mình hiểu được như vậy đó thì đâu còn lo sợ đâu còn sầu khổ buồn phiền à, khi nhức tay nhức chân à, khi đi không nổi à, hay khi gặp à, những chuyện bất trắc hay là khi bị bệnh hoạn À, khó chữa bệnh nan y vân vân à, thì khi chúng ta hiểu được như vậy đó thì chúng ta mới chấp nhận à, đó là lẽ thật của cuộc đời à, giống như bây giờ không đại dịch à, coronavirus nếu mỗi phật tử chúng ta ai cũng hiểu à, có thân chắc chắn có bệnh có già có mất thôi À, đương nhiên mình phải cố gắng à, Mình tránh à, lúc nào được lúc đó à, Mình phải giữ gìn à, Cũng đeo khẩu trang Cũng giữ khoảng cách à, với người khác à, Để không có bị à, lây bệnh cho mình Hay bệnh người khác ừ, Thì mình cố gắng mình giữ Như vậy thôi Còn cái duyên à, Duyên nghiệp à, à, đến đâu thì hay đến đó Tùy theo mỗi người có mỗi duyên phước khác nhau À, thì khi mình hiểu rồi đó thì mình không có cái gì mà sợ không có gì mà lo à, sợ sợ chết sợ bệnh à, lo um, đối khác à, bệnh hoạn vân vân à, khi mình chấp nhận được rồi thì tâm mình thanh thản an lạc mình không còn đấm đuối vào cái thân mình à, không còn đấm đuối vào thân người khác đó là mình giữ được cái sự an lạc tự tại chính mình À, nên Đức Phật ngày mới à, Nói rõ qua cái bài kệ này đó à, Nếu còn Triều mến, thương mến Đắm đuối vào cái thân mình, thân người à, Thân ôi bất tình này Thì chắc chắn là còn sầu khổ thì Chắc chắn là còn buồn phiền à, Chắc chắn là còn lo sợ à, Vì khi bình hoạn tới Hay khi người thân mình Người mình thương Họ ở xa Họ đi xa Hay là mất rồi Thì chắc chắn mình mến tiếc Mình thương mến họ Chắc chắn là mình sẽ buồn à, Rầu khối sợ. À, nếu mà họ ở với mình Mình cũng lo sợ Không biết chừng nào họ đi Không biết chừng nào họ bệnh Vân à, vân Nếu mình không có dính mắc vào thân xác của mình Không có dính mắt vào thân xác người khác Thì chuyện gì đến đến Thì tâm mình sẽ an nhiên tự tại Ha à thì uh, nghe lời đức phật ngài dạy như vậy đó uh, thì uh, uh, lúc đó uh, uh, nàng con gái Ma đơn già cũng tương đối uh, tỉnh táo lãnh hội đôi chút rồi uh, so đức phật ngài nói tiếp uh, từ lúc uh, uh, bắt đầu thương anh em đến giờ uh, còn phải chịu trăm phần đau khổ mất ăn mất ngủ Thang vắng, thở dài, lỉ non, khóc lóc, kể lễ à, Biết bao nhiêu cái sự sầu muộn à, Đây là à, đối với những người à, Bị à, tiếng xét của ái tình chẳng hạn à, Thương mến ai đó à, à, Không có thể ngủ được, không thể ăn được à, à, Mất ăn, mất ngủ Vì cái người mình thương, người mình nhớ Ha à, À, vì mình đấm điếu vào cái người mình thương mình nhớ đó à, rồi à, đức phật ngài nói tiếp á, à, con nên hãy sáng suốt à, xem xét à, quán chiếu lại coi cái cơ thể à, của con và của anh à, có cái gì là đáng được trừ mến à, bám víu à, chấp trước à, hay không à, có phải À, có đáng được khao khát ham muốn à, để khiến cho mình tuyệt vọng hay không buồn phiền hay không có phải là cái gì đáng được à, mình hân hoan vui vẻ à, Âm ấp giữ gìn hay không à, thực sự à, cái thân của mình à, nó vốn là um, à, ôi ấy bất tình à, à, đầy đủ máu mũ À, tủy não à, thịt thà gân cốt vân vân à, Chứ không có cái gì là xa xẻ cả à, thì đó đức phật ngài nhắc lại cho à, nàng con gái mà đơn già hiểu được như vậy à, rồi đức phật ngài nói tiếp là chỉ có cái hành xuất gia à, sống đời phạm hạnh thanh tịnh thanh cao như thầy a nan à, dứt bỏ hết mọi ái dục à, tham lam sân hận si mê à, tập sống theo chính pháp À, khởi tâm từ bi hỷ xã thương yêu giúp đỡ tất cả muôn loài chúng sanh thì mới thực sự đem lại cái niềm vui niềm hạnh phúc chân thật cho mình và cho những người mình thương à, đây đức phật ngài nhắc lại đó à, nếu mình còn đấm đuối vào thân xác mình à, đấm đuối vào thân xác người khác thì chỉ đem cái khổ cho mình khổ cho người khác mà thôi à, nhưng nếu ở phát tâm xuất gia sống đời phạm hạnh, à, trước hết những cái sự à, Luyến ái, à, tham dục, à, xả bỏ những cái tâm sân hận, si mê vân vân, à, thì tự nhiên sẽ phát được cái tâm à, từ bi hỷ xả, thương yêu hết tất cả mọi người, mọi loài, à, chứ không phải chỉ một cái cá nhân nào à, nên nhờ đó mới tạo hạnh phúc chân thật à, cho mình và cho người. À, thì đây chúng ta hiểu không Đức Phật ngài thấy à, cô ta quá đắm đuối quá dính mắt à, vào thân xác của mình thân xác của ngã nan cho nên Đức Phật ngài nói Đảng chỉ thẳng về cái sự ôi bất tịnh của thân à, và ngài nhắc chỉ có con đường tu tập xuất gia buông xả hết à, cái sự chấp trước đó Về ái dục về thân mạng của mình về cái tâm tham lam sân hận si mê của mình buông xả hết thì tự nhiên tâm mình sẽ thanh thản sẽ nhẹ nhàng và nhất là mình buông xả không có dính mắt bất cứ ai mình rải cái tâm từ bi, hỷ xả đến bất cứ người nào có gì với mình rồi mình sẽ giúp họ tùy theo khả năng của mình à, đó à, mới tạo được công đức tập phước báo à, cũng như là được hạnh phúc chân thật ừ. thì Đức à, Phật này nói tiếp á nếu còn muốn sống gần à, thầy Anan thì chỉ có cách duy nhất là phải tập sống đời sống phạm hạnh thanh cao như Anan à, phải học hỏi tu tập theo chánh pháp à, để biết cái hay cái đẹp à, thật sự của người xuất gia còn quý gấp vạn lần bề ngoài mà con thấy nơi thầy A Nan à, đây Đức Phật ngài nhắc lại đó à, nếu mà muốn gần A Nan thì phải sống đời phạm hạnh thanh cao và biết tu tập và biết quý cái sự cao thượng cái vẻ đẹp thật sự trong tâm của mỗi người xuất gia, à, chứ đừng có chấp vào à, những cái hình tướng bên ngoài, à, rồi nghe như vậy đó, à, cô ta mới bạch Phật rằng là bạch Thế Tôn, à, lời dạy của ngài rất là sáng suốt và chính đáng, để à, đem lại cho con nhiều sự an ủi, à, xin Đức Thế Tôn cho con được phép xuất gia. À, thì lúc đó đó, sau khi tỉnh ừ, ra đó, những cái lời mà Phật dạy nói rõ ràng về cái thân ối bất tịnh, nói rõ ràng về cái sự đấm trước luyến ái, còn đấm trước còn luyến ái thì còn khổ đau, à, thì còn bị tró buộc. À, nên khi hiểu được như vậy đó, thì cô ta mới thực sự mà phát tâm xuất gia. À, nên ở đây chúng tôi xin mở ngoặt đôi chút, xin quý vị nhớ, à, vì cái tuồng Cải Lương Lan và Điệp à, làm cho biết bao nhiêu người à, hiểu lầm về Đạo Phật, À, à, vì họ nghĩ rằng đó là chỉ có những người mà thất tình hay thất bại trên đường đời thì mới đi tu thôi à, chứ không có một cái à, lý lẽ chân chánh nào để xuất gia mà thực sự đương nhiên là hoàn toàn sai lầm à, à, vì à, những ai mà xuất gia vì à, thất bại trên đường đời À, thất bại trên đường tình vân à, vân thì ở một thời gian trong chùa trước à, sau cũng xã à, xã y xã mà ra đi à, vì không có lâu dài vì cái mục đích xuất gia không có chân chánh không có thượng cầu hoặc đạo hóa sanh Mà chỉ muốn thoát ra cái cảnh à, à, là bị à, thất bại À, không có à, để người khác à, xem thường à, kinh bí à, muốn trốn lánh à, chứ không phải à, có cái mục đích chân chánh giác à, thật à, mà xuất gia à, cho nên dẫu à, là sau này à, họ cũng có thể vẫn ở lại trong chùa à, tu đạo nhưng mà với cái mục đích uh, tu tập uh, nó sai lệch như vậy đó thì chắc chắn uh, sẽ phạm cái này phạm cái nọ uh, cũng như là chắc chắn là uh, sẽ thấy uh, cái việc tu tập nó không có quan trọng hướng uh, đến tâm linh hướng đến sự giải thoát hướng đến cảnh giới phật uh, cũng không có quan trọng đối với họ uh, nên uh, đây là lý do tại sao mà chúng ta phải hiểu trước khi mà xuất gia như các vị mà phát tâm xuất gia đó trước khi xuất gia là phải hiểu rõ cái nhân duyên cái lý do tại sao mà mình xuất gia à, chứ không phải vì à, thất tình à, vì thất bại à, vì buồn phiền mà vào chùa mà tu tập nếu vì thất tình hay thất bại à, buồn phiền mà vào chùa thì đương nhiên à, ở trong chùa Thanh vắng Không có Giống ngoài đời Rộng rã Thì trước sau họ cũng uh, Rủ y áo mà ra à, Rồi Hoặc là ở chùa Lại tạo cái Nghịch duyên này Nghịch duyên nọ Với người khác ừ, Nên Nói tóm tắt lại đó Người nào Bất cứ ai à, Dẫu trẻ hay già Dẫu nam hay nữ à, Trước khi xuất gia đó à, Là phải có um, cái mục đích chân chánh à, phải hiểu tại sao mà mình phát tâm xuất gia chứ nếu không à, rất là dễ đi lầm lạc, à, rất là dễ thối thất tâm niệm, à, rất là dễ bị cám dỗ à, 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 vì à, cái mục đích xuất à, gia nó không có chân chánh à, nên à, nếu mà gặp à, lại cái người mà họ thương hoặc cái người giống giống vậy đó thì chắc chắn là từ từ họ cũng sẽ à, xả y mà ra đời hoặc là à, gặp những người à, có tiền bạc của cái à, dụ dẫn họ thì chắc chắn à, trước sau gì họ cũng bị à, kéo lôi ra ngoài đời vân vân cho à, nên đó, đối với người mà xuất gia đó phải hiểu rõ mục đích chân chánh của mình À, xuất gia là thượng cầu Phật Đạo hóa chúng sanh. Thượng trên mình cầu Phật Đạo hướng đến quả vị Phật. À, hạ hóa chúng sanh ở dưới. Mình phát nguyện, cứu độ, hướng dẫn à, người sao mình. À, để họ biết à, đến Đạo, đến Pháp, đến, đến tam Bảo. Đó mới thực sự là mục đích chân chánh. À, còn nếu mà mình xuất gia vì bất cứ cái lý do gì. Đó à, không phải vì. À, giải thoát à, không phải à, vì à, đặt đến cảnh giới nước bàn hay là về cầu phật v v à, thì à, từ sau gì mình cũng bị đi lạc à, nên người ngoài đời nói đó à, sai một ly à, đi một dặm à, giống một cái phi thuyền mà phóng lên không gian chỉ cần ở dưới này sai một ly thôi một tấc thôi thì nó sẽ À, phóng à, lên trên không gian à, và sai cả ngàn dặm vậy đó nên à, đây Đức Phật ngài nhắc lại à, cho cô ta biết à, cái sự đấm trước à, nó đem lại cái khổ đau chính mình thế nào à, thì à, nghe như vậy đó à, cô ta mới bạch với Phật rằng à, là bạch Thế Tôn lời dạy của ngài rất là sáng suốt và chính đáng À, đã đem lại cho con nhiều an ủi à, con đã tỉnh ngộ à, xin đức thế tôn à, cho phép con được xuất gia à, thì ngay lúc đó cô ta nghe lời phật dạy vậy đó thì tỉnh ngộ lại à, không có bám víu vào thân xác của ngã an à, dẫu có đẹp đẽ gì nữa trước sau nó cũng tan xả cũng trở về các bụi nên cô ta lãnh hội được điều đó À, nên mới xin phép Phật cho xuất gia. À, chúng ta nhớ ha, cái chữ xuất gia đó đó cũng có ba nghĩa chính: à, xuất thế tục gia, à, xuất à, phiền não gia và xuất tâm thế gia. À, xuất thế tục gia tức là đầu tròn, áo vuông, à, thân hình dị tục, à, không có ăn mặc còn giống người đời nữa mà thường đắp y à, hoặc là mở tràng, vân vân. À và cầu đầu Cào cầu tóc đương nhiên chúng ta biết theo đạo phật tóc cũng tượng trưng cho vô lượng vô số phiền não mình không có đếm được tóc nên khi mình cắt tóc đó cũng chính là mình cắt cái phiền não xả rũ cái phiền não của mình và đương nhiên bên cạnh đó vấn đề thiếu thực là giống người đường người đời thường á à, cứ mỗi sáng mỗi tối á, biết là mỗi sáng à, trước khi đi học đi làm vân vân à, phải chải chuốt à, à, hay là ch trao chuốt cái tóc của mình à, ngoài đời ta nói câu là tóc là gốc con người à, nên hồi trao chuốt à, có thể bỏ vài phút vài mươi phút nhưng hơn cả tiếng để mà trao chuốt à, à, cái tóc của mình cho nó đẹp À, để ra ngoài ăn nối à, Hay là giao tế với người khác à, Thì đương nhiên là mất thời gian à, Mất công sức à, Mất tiền mua những cái xà bông Vân à, vân Để gội sữa à, những Hương thơm Để sức lên cái tóc đó à, Nên Đức Phật ngày dạy đó à, Thay vì để thời gian à, Bám víu vào những sự trao chuốt như vậy đó nên phải cắt tóc à, xuất gia để tượng trưng cho sự buông xả hết những cái phiền não vòng động à, những sự chấp trước về thân của mình về thân người khác à, à, rồi à, khi mà nghe à, à, nàng ta phát tâm xuất gia à, à hồi nãy chúng tôi cũng có đề cập tới đó xuất gia, xuất là ra, ra là nhà, ra khỏi nhà à, ba cõi ha. À ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. À, người tu tập là phải tu tập để xuất ra khỏi à, ba cõi à, đó đó ha, để được tự tại, được an lạc, để chứng thánh quả, được đạt đến à, quả vị niết bàn à, An nhiên tự tại đó. Đó là xuất tam giới gia Mà trước nhất đó là phải xuất thế tục gia à, Thân hình dị tục à, à, Không còn mặc áo Của người tại gia nữa à, Không còn có những sinh hoạt Làm ăn buôn bán à, Như người tại gia nữa à, Không có tranh giành tranh chấp Quyền lợi địa vị nữa à, Đó mới thật sự là người xuất gia à, Gọi là xuất thế tục gia Bước ra khỏi nhà thế tục à, Thân hình dị tục Là vậy đó À, xuất tam giới gia là bước ra khỏi nhà của ba cõi Dục giới, sắc giới, vô sắc giới à, Và xuất à, phiền não gia Tức là bước ra ngoài khỏi nhà phiền não Vì tâm chúng ta vọng động Cho nên lúc nào chúng ta cũng sống Trong cái sự vọng động, sự phiền muốn, phiền não đó Chính mình mình khởi những cái tâm tưởng à, này, tâm tưởng nọ Tâm tưởng vọng động, à, buồn, vui, thương, ghét Làm cho tâm mình xáo trộn rồi khi mình tiếp xúc với người khác cũng vậy à, Cái tâm thức của mình nó vô minh, nó vọng động rồi à, Tâm thức người khác nếu không biết tu tập Nó cũng vô minh, cũng vọng động à, à, Nên lý do tại sao Phật Ngài dạy đó à, Người xuất gia là phải phát quyền à, Xuất phiền não gia, bước ra khỏi nhà phiền não Bất cứ phiền não gì à, Nhất là về tâm à, Buông xả, xuất là bước ra Bước ra khỏi cái nhà đó mới thực sự ý nghĩa là xuất gia à, à, nên à, khi mình hiểu được như vậy đó à, mình mới thấy là cuộc sống của người xuất gia à, rất là cao quý à, cái mục đích um, của người xuất gia rất là cao thượng à, không có phải vì cầu miếng ăn, à, manh áo, à, 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 sự ăn mặc mà muốn xuất gia vì à, hướng đến quả vị Phật À, thương cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh ở dưới, à, độ những người có duyên với mình. À, nên đó là mục đích chính à, của người xuất gia. Rồi sau khi mà nghe ngàn này à, phát tâm à, muốn thổi giới xuất gia, nên Đức Phật Ngài tán tháng tốt lắm. À, như các dòng sông của à, các con sông như à, sông Hằng, sông do à, muna vân v v à, tất cả đều tuôn chảy vào đại vương, dương à, mất đi lai lịch của chúng à, cũng vậy bất cứ người nào à, thuộc giai cấp nào thuộc bộ lạc nào à, dẫu là hạng vua quan hay là hạng cùng đinh à, khi mà ập vào giáo hội của như lai à, xuất gia làm tăng ni thì cũng đều là khất sĩ như nhau À, và đức phật này nói tiếp à, nước trong dạy dương à, chỉ có một mùi vị đó là vị mặn à, của muối à, thì trong giáo hội giáo đoàn à, của ta à, cũng chỉ có một vị đó là vị giải thoát nên ở đây đức phật Ngài nhắc lại ha, à, chúng ta nhớ đó là mục đích à, tu tập của đạo phật là mình hướng đến à, việc mà giải thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi thì đức phật ngài cũng ví cái pháp của ngài à, cũng giống như là à, đại dương nước biển à, chưa hết tất cả nước của tất cả trăm sông ngàn sông à, đổ về à, và bất cứ người nào thuộc dòng họ nào gia cấp nào đó, À, bộ lạc nào khi gia nhập vào tăng đoàn thì tất cả cũng đều giống như nhau nó không hơn không kém à, và à, đức phật này nhắc tiếp là à, ừm, sự tu tập à, nhắm đến cái mục đích cứu cánh của người xuất gia đó chính là giải thoát à, cũng giống là biến à, có à, một viên đó là viên mặn À, của muối giáo à, pháp của phật cũng vậy cũng có một cái vị đó là vị giải thoát à, rồi à, đức phật ngài mới gọi à, nàng à, con ma Đăng già hãy đến đây à, à, sống đời sống thánh thiện à, rồi à, đức phật ngài dạy ni sư khe à, đang đến cho cô ta một bỏ cài sa à, sau khi mà đắp y xong À, vị Tân Tỳ Kheo Ni này đó theo Ni sư Khen Ma à, về tu viện à, và ở đó à, được các Ni sư à, an ủi dùng lời lẽ đơn giản dạy dỗ à, về việc à, quy tâm bảo à, tu tập tứ Thánh Đế à, cũng như là những cách à, đập y À, hay là có những oai nghi tế hạnh đàng hoàng à, của người xuất gia à, à, đầy đủ bốn oai nghi lúc đi đứng nằm ngồi à, hoặc là những cách mà tu tập thiền quán à, vì à, nhờ tu tập tinh tấn cho à, à, nên à, bị tầng tỳ kheo ni này đó à, chẳng bao lâu thì chứng thánh quả a la hán à, trước ngày a nan À, rồi nghe tin một cô gái thuộc dòng dõi hạ tiện à, mà được xuất gia trong giáo đoàn của nữ khất sĩ à, của phật cho nên á, những thân hào nhân sĩ trong à, thành savati xôn xao bằng luận à, rồi vua ba tư nặc à, đến viếng thăm phật à, và hỏi thăm về việc này đó à, thì ông vua ba tư nặc mới thỉnh hỏi phật là bạch đức thế tôn À, nhiều nhân sĩ trong thành à, và Sati này nói rằng cho việc người à, phụ nữ xuất gia là một cái điều nó trái với thuần phong à, à, truyền thống của Bà La Môn từ xưa đến nay à, nghĩa là theo đạo Bà La Môn là không có người nữ nào được xuất gia à, chỉ có người nam À, mới được xuất gia làm à, bà la môn và những cái pháp à, hay kinh điển về đà thôi, chứ không có thể nào cho phép người nữ. À, nhưng đối với à, những cái người phụ nữ à, thuộc dòng bà la môn, thuộc dòng sắc đế lệ, tức là dòng vua quan à, thì à, có thể tạm chấp nhận cho họ xuất gia theo phật được, nhưng mà à, Tân Tỳ Kheo Ni đó à, vốn là con gái dòng hạ tiện, à, nếu mà xuất gia thực sự là một cái sự sĩ nhục à, cho hàng tu sĩ à, sẽ làm ô uế cả giới xuất gia, à, không biết Thế tôn nghĩ thế nào. À, nghĩa là ông vua Ba Tinh Mặc à, nghe những lời đàm tiếu à, của à, những người ngoài đời, à, thân hào nhân sĩ vân vân, à, tại sao mà À, cái vị à, à, tầng à, tỳ kheo đi đó à, pháp à, xuất từ à, dòng dõi hạ tiện à, mà là được à, Đức Phật cho phép xuất gia à, ngay cả người phụ nữ trong truyền thống Bà La Môn cũng không được à, làm thầy Hay tụng hay giảng à, kinh về Đà à, đừng nói chi là Người phụ nữ trong đạo Phật Nhất là những cái vị mà thuộc dòng dõi hạ tiện Và nếu như vậy đó chính là Đem lại cái điều sứ nhục Cho hàng tu sĩ Thì Đức Phật nghe như vậy đó Ngài mới nói với vua Ba tư Nạt, Nếu một người thuộc hàng hạ tiện Dòng hạ tiện Được tắm trong dòng nước Dành riêng cho những người à, thuộc gia cấp à, à, quyền quý, à, à, gia cấp à, quý tộc à, và nếu người đó biết cách kỳ cọ khắp thân mình à, sau khi mà tắm xong đó à, người đó dùng khăn trắng sạch à, lao hết à, thân thể rồi sức nước hoa vào mình thì đại vương nghĩ sao? thân thể của cái người thuộc dòng dỗi hạ tiện đó có thơm sạch như thân thể của người dòng dõi quý tộc hay không à, đây đức phật ngài đặt câu hỏi cho ông vua ba tư á, thì ông ta à, có điều nghi ngờ cũng giống người khác á. À, xưa nay ngay cả dòng bà La môn cũng không cho người phụ nữ xuất gia nữa à, còn trong Đạo phật đức phật ngài cho à, người nữ xuất gia à, có thể là họ À, từ dòng dõi bà la môn dòng dõi à, vua chúa dòng dõi quý tộc à, việc à, xuất gia của họ cũng thể khả dĩ chấp nhận được nhưng mà giờ bữa nay ha, lần này đức phật ngài cho một cô mà thuộc dòng dõi hà tiện là xuất gia có phải là làm cái sự ô nhục sỉ nhục cho người à, xuất gia hàng tăng sĩ hay không à, đức phật ngài mới nói rằng cũng giống như là cái người nào mà tắm trong dòng nước dành cho những người À, quý tộc đó đó thì tắm xong kỳ còi xong lao mình xong à, sức nước hoa như vậy đó thân thể của người à, dòng à, hai tiếng đó so với thân thể à, của người dòng dỗ quý tộc thì như thế nào đó. thì à, ông vua ba tinạ nghe Đức Phật hỏi như vậy đó thì ông ta mới đáp rằng nếu có hai người cùng tắm trong một dòng sông à, cùng kỳ gọi khi nào lau khô với nhau, sức nước hoa thơm như nhau, thì thân thể của họ cũng sạch thơm như nhau. À, ông ta chấp nhận điều đó ha? À, Nếu ai mà cũng tầm trong một dòng sông, à, trong một cái ao cái hồ cũng kỳ cọ, cũng lau khô, cũng sức, sức nước thơm vân vân, à, thì thân thể họ cũng sạch thơm như nhau thôi. À, thì đức phật ngài dạy rằng đúng vậy. À, nếu Người à, dòng dõi quý tộc Hay là người dòng dõi hạ tiện à, Cùng sống đời phạm hạnh thanh cao à, Cũng tu tập giáo pháp cao thượng à, Thì họ cũng có thể Đạt đến sự giác ngộ và giải thoát Như nhau à, Nên đây Đức Phật là nhấn mạnh Khác là khác về cái thân tướng à, Thôi chứ còn tâm thức của người à, Dẫu bất cứ ai Dẫu bất cứ à, Theo gia cấp nào đó nếu mà sống để sống phẩm hạnh cùng tu tập giáo pháp thì họ cũng có thể đạt được cái sự giác ngộ giải thoát như những người khác không hơn không kém tùy theo cái dân duyên phước báo. À, rồi nói như vậy đó Đức Phật ngài mới kể cho ông vua Ba Tư Nặc nghe một cái câu chuyện trong đời xưa à, thì Đức Phật ngài nói đó ở À, bên cạnh à, dòng sông hằng à, à, vào thời xưa đó có một cái làng tên là chandala vì à, xã trưởng cái làng đó đó à, ông có một cái người con trai rất là à, khôi ngô tuấn tú à, đẹp đẽ lạ thường à, Lào thông cả ba bộ kinh điển Veda à, người cha lúc nào cũng mong ước con mình cưới được một người vợ xinh đẹp và thông minh thì ông ta mới đến giảm hỏi à, cho con một cô gái à, rất là xinh tươi đoan chánh à, còn một cái người bà la môn nhưng ông bà la môn đó ông từ chối à, rồi ông trưởng giả này à, phải nhiều lần nhẫn nại tới lui à, nài nỉ à, rồi cuối cùng à, ông bà la môn này đó thấy à, người con rể tương lai mình cũng À, đẹp đẽ à, thông minh tuấn tú à, không kém ai à, cho nên ông bà la môn này đồng ý à, để cho à, con gái của mình à, à, lấy người con trai của ông trưởng giả à, à, xã trưởng trong làng đó à, thì đức phật ngài kể câu chuyện đó xong ngài nói rằng à, 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 xã trưởng khi xưa chính là như lai à, à, và À, nàng con gái à, à, khi xưa à, chính là nàng con của ma đơn già à, và người con của ông xã trưởng khi xưa thì bây giờ là an à, thì à, vua ba tư nặc và đoàn tùng nghe lời phật dạy như vậy đó lấy làm kinh ngạc không có nói được một lời rồi đồng đến lễ phật rồi chưa tăng rồi trở về thì qua câu chuyện này à, một lần nữa chúng ta thấy đó ha à, Đức Phật ngài đối đãi hết tất cả mọi người bởi cái sự bình đẳng à, không hơn không kém bất cứ à, ai theo giai cấp nào thuộc gia cấp nào Đức Phật ngài cũng đều chấp nhận hết để cho họ xuất gia à, vì ai cũng có cơ hội tu tập để chứng thánh quả nhưng không có phân biệt giàu nghèo giai cấp hay nam nữ và thôi hết giờ ha À, chúng tôi xin tạm dừng ở đây à, xin gặp lại vì sao yeah, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật xin chào quý vị